Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi channel Tiểu bang Arizona. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ cái channel của mình. Không nói gì nhiều, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series luyện thi nail ở Mỹ, phần Manicurist Examination 8. Và nếu mọi người cảm thấy cái video mình thấy thích thì nhấn nút like giúp mình, comment góp ý và share cái video của mình cho đến một người nào đó cần thiết ha. Rồi đồng thời cũng nhấn nút subscribe hoặc là nút đăng ký để ủng hộ cho channel Tiểu bang Arizona. Rồi không nói gì nhiều, chúng ta sẽ tiếp tục cái phần video tiếp theo ha. Phần số 8. Câu số 1. Thợ manicurist không bao giờ kéo hạt vàng bọt khi lấy bỏ chất làm móng giả. Có thể là nguyên nhân gây ra hư móng thật. Câu số 1. Nói chung là người thợ nail không bao giờ kéo hạt vặn cái móng khi mà mình lấy bột ra, lấy bột mà làm móng tay giả. Có thể là nó gây ra nguyên nhân là hư móng tay thật nha. Câu số 2. Các xương dài và thon gọn lòng bàn tay là từ tiếng Anh này, metacarpal này ha. Từ tiếng Anh này nè. Các xương dài và thon gọn tạo lòng bàn tay. Tạo lòng bàn tay là cái xương đó, mà cái lóng tay là digis ha, từ này ha. Còn xương mà tạo lòng bàn tay nó là cái từ này, metacarpal. Okay. Các xương dài và thon gọn tạo xương bàn chân, cũng nó từ đó luôn, nhưng mà cái từ phía sau nó là từ khác. Từ trên là chữ B, B phở, còn từ dưới là chữ S ha. Bàn chân khác, bàn tay khác nha, để ý. Cất giữ sạch sẽ các dụng cụ trong tủ tiệc trùng có chiếu tia cực tím, có thể làm sạch hốc và kẽ nhỏ của dụng cụ ha. Có chiếu tia cực tím thì nó là nằm trong cái kẽ nhỏ, là trong hốc của các dụng cụ. Khoản thu nhập là số tiền bạn làm được sau khi trừ chi phí. Trong lúc làm nail, John rủi cắt nhẹ da cô Jenny và chảy máu. Jenny nói cho biết rằng cô có bệnh S. John sẽ làm gì? Thì sẽ đem cái hộp thuốc cấp cứu đến và chỉ cô ấy cách sử dụng ha. Tính trên căn bản kỹ nghệ làm móng tay hàng năm lên đến 2 tỷ đô. Người ta dịch không đúng nha. Đây là đô la, còn đây dịch tỷ đồng. Cái đồng người ta quen gọi theo tiếng Việt của mình á, nhưng đúng ra là kêu là dịch 2 tỷ đô ha. À, đô la này, chứ không phải 2 tỷ đồng nha. 2 tỷ đồng là sai. Thông thường da chung quanh móng bị xước được biết là hang nail hay là ăn nail á, là xước da. Để phòng rủi ro về hóa chất bằng cách không bao giờ dùng sản phẩm nếu đồ chứa không có nhãn hiệu nha. Không có nhãn hiệu thì mình không biết nó bên trong nó là gì ha, cho nên tốt nhất đừng nên dùng. Rất nguy hiểm phán đoán sự an toàn của một hóa chất bằng mùi. Nguy hiểm lắm nha, hóa chất không nên hửi ha. Chất màu trong trắng và hồng là màu của bột acrylic. Màu trong nè, màu trắng và màu hồng thì là bột acrylic. Bây giờ nó có nhiều màu lắm, nhưng mà thường xưa thì có màu đó thôi. Lớp nhựa dẻo bề mặt của loại bột acrylic không mùi là dấu hiệu móng đã khô. Khi mình đắp bột acrylic nó không mùi, nó có một cái lớp nhựa dẻo ở trên đó. Khi mình lấy cái file mình duỗi đi nó có cái lớp nhựa dẻo trên đó, là nó đã cứng rồi, đã khô rồi đó. Lớp ngoại bì có các tế bào giống như những hạt nhỏ. Lớp ngoại bì có những tế bào giống như những hạt nhỏ là cây câu đê nha. Stratum, cái từ này nè, từ tiếng Anh này nè, nhớ ha, nó khác với cái lucium, nó khác với coal nè. Nói chung là để ý mấy cái từ tiếng Anh này phải học thuộc thôi. Móng tay mỏng, trắng và cong ở đầu móng được gọi là móng vỏ trứng. Mỏng nha mà có cái màu trắng nè và cong ở đầu móng gọi là móng vỏ trứng. Nước lót và nước bóng thoa thêm vào móng lúc nào? Lúc thoa nước sơn. Thúc mình sơn rồi đó. Thoa thêm vào á. Color polish. Thì mình không hiểu nên nước lót nên mình phải sơn trước đúng không? Rồi tới mới nước sơn. Sơn nữa mới nước thấp thoát.
nhưng mà sao câu hỏi này thì không rõ nữa. Nói chung là câu này học vẹt. Lớp nước bóng thứ hai của gel giống như là gì? Giống như lớp phủ bóng thôi. Để gọi là nước bóng thứ hai thì đương nhiên nó là lớp phủ bóng thôi. Thứ nhất, thứ hai cũng là nước phủ bóng. Formalin có chứa formaldehyde. Tạo nguyên nhân sau đây ngoại trừ đau bắp thịt. Có thể rát da, có thể ngứa da, có thể ngứa phổi, nhưng mà đau bắp thịt thì không có. Để tạo cho người khách mới một cảm giác chào đón, khách sẽ được thứ nhất là chào hỏi, thứ hai là phải đưa xem salon, thứ ba là đưa họ đến chỗ ngồi làm móng ha, thì mình phải chọn tất cả ha. Hầu hết cách chăm sóc chân được bắt đầu bằng cách chân trái và ngón út. Mình làm chân trái trước và bằng ngón út mình chùi nước sơn từ ha. Nói chung là chùi sao cho tiện đi làm thì vậy, tùy người, nhưng mà lý thuyết thì nó vậy. Khách hàng muốn móng dài mà không nặng thì làm móng treo, gắn tiếp phủ treo ha, gắn tiếp phủ treo nha, gắn móng dẻ mà phủ treo lên á. Để cho móng óng ánh trong nghệ thuật làm móng, mình dùng mảnh đá quý ha, gắn đá quý lên. Nếu móng tay hoặc da bị sưng, nứt nẻ, phồng lên hoặc nhiễm trùng, người khách nên đi bác sĩ đi. Sự chi tiêu được xác định là số tiền mà bạn gọi là chi phí á, số tiền mà gọi là chi phí á, chi tiêu ra gọi là chi phí á, chi phí để nói chung là chi phí, chi tiêu là gọi là chi phí. Một người thợ vừa là người bán hàng giỏi và có trong tay và có tay nghề nghề vững là người rất thành công. Tay nghề giỏi nè, có thể bán hàng được á, là người ta rất là thành công, người ta có thu nhập rất là cao. Người khách muốn hợp màu trong móng tay với quần áo thì cho những dịp đặc biệt nha. Lớp da thật là lớp da sâu bên trong được gọi là cutie ha. Lớp da thật là lớp da sâu bên trong được gọi là cutie. Lấy hoặc là gỡ bỏ gel trên móng là nhúng vào chất đặc biệt gỡ gel hoặc chà mòn dần từng lớp. Mình dùng cái file mình vũa, cái chà mình vũa đi thì nó mòn thôi. Nếu một hóa chất dính hoặc là vấy vào quần áo ngay lập tức thì mình phải thay thôi. Hóa chất thì mình phải thay thôi, mình không biết hóa chất nó ra sao hết, cho nên phải thay chất cứu. Móng tay thật có thể làm già bằng cách nối thêm móng giả thôi, đơn giản thôi. Móng thật thì mình muốn dài thêm chỉ có gắn móng tiếp móng giả vào thôi. Chất primer thoa lên móng thật làm khi làm móng bột để cho ngăn ngừa nấm. Nó vừa có tính dính bột này, vừa có tính chất chống nấm nữa nha. Mang móng bột dài là cách chọn tốt nhất cho nữ giới mà họ là nói chung là người đó phải làm gì á. Móng dài thì dành cho những người bán mỹ phẩm nha. Không ai đánh guitar mà mang móng dài, đánh piano mang móng dài được hết. Mà người đi làm vườn cũng hay mang cái móng dài làm sao mà làm được. Guitar thì có một chút móng thôi, không cần móng dài. Thấy không? Nó chỉ ngắn thôi để người ta có thể họ móc dây đàn. Còn mà piano thì không có thể nào móng dài được. Piano phải cắt sát luôn. Da khô có thể là nguyên nhân do xước da. Hầu hết khách hàng cảm nhận sự thoải mái là massage bằng kỹ thuật. Cái từ này là vuốt nhẹ. Kỹ thuật vuốt nhẹ nha. Hay là cái từ thuật ngữ tiếng Anh ở từ này nè, Ephoral Movement đó. Nhưng mà nói chung tiếng Việt nó là vuốt nhẹ. Kỹ thuật vuốt nhẹ. Bạn cần lưu giữ hồ sơ trong thời hạn 7 năm để cần cho dùng việc gì. Cần dùng trong việc gì là hoặc chỉnh hồ sơ thế ha. Thì lưu cho trong vòng 5 đến 7 năm á. Lớp da tự tạo, mảng tròn và dày ở lớp ngoại bì là do sức ép hoặc sự cọ sát của tay hoặc chân, được gọi là keratoma, là da chai, gọi là da chai ha. Lớp da tự tạo nè, mảng tròn và dày ở lớp ngoại bì là do sức ép á, sức ép hoặc là sự cọ sát á ở chân hoặc ở bàn tay á, là da chai nha. Móng bao vải là việc không nên làm cho khách có đôi bàn tay thường xuyên.
thường xuyên nhúng như nước nha. Móng vải, móng bao vải á, là mình nói chung là mình không làm cho những người mà hay đưa tay trong nước, nó dễ gây nấm lắm hoặc là hư. Những tháng khách hàng đông và ế ẩm được đánh giá bằng cách xem lại cái gì? Xem lại hồ sơ hàng tháng thôi. Một dạng chất lỏng có khả năng giết hoặc làm chậm sự phát triển của vi trùng là antiseptic. Máy phun sơn, máy phun màu sơn tạo kiểu lên móng và dụng cụ ép hơi nhỏ, cần bao nhiêu sức ép trên mỗi inch? Mà người thợ móng xử lý máy, sử dụng máy thì là 25 đến 35 pound ha, trên 1 inch ha. Sức ép nó đó. Cất giữ hóa chất ở nơi mát mẻ và cách xa đồ dùng bằng điện hoặc lò có ngòi lửa. Tại vì hóa chất nó dễ bốc cháy lắm cho nên để tránh xa những cái đó. Để giúp cho móng bóng nè, dùng cái buffet da dê với bột đá bọt á, nghĩa là đánh bóng móng khô á, mình phải đánh bóng móng khô để nó móng nó mới bóng được. Công việc kế toán đó là việc thường xuyên giúp cho tiệm giữ được hồ sơ chính xác ha, hoặc là chính xác hồ sơ tài chính. Câu B á, câu 43, chất xúc tác là thành phần tạo cho tiến trình nhanh hơn ha. Xúc tác nghĩa là xúc tác, theo hóa học xúc tác là nó sẽ đưa vô, nó tác động những cái quá trình phản ứng hóa học nó nhanh hơn, diễn biến nó xuôi hơn, hay là có cái chất đó thì nó mới hoạt động được cái phản ứng hóa học ha. Nếu mà mọi người học về hóa thì sẽ hiểu được cái chất xúc tác nó là như thế. Câu 44, bạn thay đổi ống dũa giấy đen bọc đầu dũa khi dùng dũa điện bằng cách nào? Mình kéo ra và vứt bỏ sau mỗi lần khách ha. Thì cái đó mình không có sát trùng được, không có tiệt trùng được cho nên phải dục thôi. Bao tay nhựa và kính an toàn sẽ luôn luôn được mang khi sử dụng primer. Phần chính của móng được dính vào da ở đầu ngón tay, được gọi là thân móng. Lớp ngoài cùng của da được gọi là cuticle, hay còn gọi là scar skin, là lớp bọc. Và là gọi là ngoại bì ha. Nó còn một tên gọi khác là ngoại bì. Cách đúng nhất trộn đều nước sơn là lăn lọ sơn giữa hai lòng bàn tay ha. Nên lấy móng tay dầu hàng tuần sẽ giúp cho những người khách có da khô và da dầu. Nên làm móng tay dầu hàng tuần đó, thì giúp cho những người da khô và xước da. Ánh sáng tia cực tím có hại cho mắt. Mấy cái này thì làm nhiều nên nhớ thôi. Nước acrylic là một dạng của monomer. Nói chung là nước là gọi là monomer, còn bột là polymer. Đó. Còn nước acrylic là gọi là monomer thôi. Trường hợp mà đốm trắng xuất hiện trên móng được gọi là bệnh đốm trắng. Cái từ tiếng Anh này ha. Leukonychia, vậy đó. Những quy định của luật lệ tiểu bang muốn môi trường ở tiệm phải được vệ sinh. Muốn vậy, nhưng quan trọng là có làm được không, thì lúc khách đông quá thì cũng cầu thả lắm. Hiểu biết cấu trúc cơ thể, bạn sẽ tạo được hiệu quả hơn khi làm massage tay và cánh tay. Đơn vị căn bản của tất cả sự sống được gọi là tế bào, hay là còn gọi là tiếng Anh là cell. Mỗi tế bào á có bao nhiêu vi trùng có thể tìm thấy ở mọi nơi là 15.000. Có bao nhiêu loại vi trùng có thể tìm thấy ở mọi nơi? 15.000 ha. Vi trùng có hại thì chiếm phần nhỏ, mà vi trùng có lợi thì chiếm phần lớn ha. Hiểu vậy đi ha. Nhớ những câu hỏi vậy. Hành động gây nguy hiểm chung quanh các hóa chất làm móng là hút thuốc. Bởi vậy trong tiệm nail không bao giờ người ta hút thuốc hết. Ngành y khoa đặc biệt chữa trị về da. Chữa trị về da gọi là da liễu hoặc là chuyên khoa da. Câu B, sự tham khảo với khách hàng là một cuộc đàm thoại giữa bạn với khách trước khi mình bắt đầu công việc hay trước khi mình cung cấp dịch vụ ha. Bóng đèn đặt ở bàn là móng tay có công suất là 40W nha, 40W. Sự miễn nhiễm tự nhiên có được bằng cách giúp cho thân thể khỏe mạnh. Tình trạng mà móng bị lỏng từ đệm móng
móng bị mỏng, lỏng. Từ để móng là onycholysis, cholysis nha, lỏng móng mà không rụng ha. Cái từ tiếng Anh này nè, nhớ. Hóa chất xịt làm cứng gel cần lạc bao xa để xịt lên móng khách khoảng 8 inch nha, 8 inches ha. Lịch trình hạn cho việc bảo quản móng acrylic là cứ 2 hoặc 3 tuần ha. 2 hoặc 3 tuần thì mình feel. Cảm nhận về sự cảm nhận đúng. Đọc lại ha, sự cảm nhận về điều đúng và sai khi bạn tiếp xúc với khách, chủ và đồng nghiệp được gọi là đạo đức nghề nghiệp. Massage làm rung nhịp đập và các tia đèn là những cách để kích thích bắp thịt. Bắp thịt có thể đẩy giận, nổi gai, nổi da gà được gọi là cái từ này này, cơ dựng lông á. Từ tiếng Anh ở đây còn tiếng Việt là cơ dựng lông. Cái dũa giấy đó là ví dụ của một món đồ có thể vứt bỏ ha, mình dũa xong mình vứt bỏ. Đó là mươi hộp vệ sinh. Nếu móng thiếp phủ lên mặt móng từ cạnh này đến cạnh kia gọi là đúng cỡ. Chữ French manicures có thể tạo ra qua dạng phương pháp bột hai màu. Đúng rồi. Trong cách đắp bột, phần móng ngồi đầu móng được tạo với gì? Với viên bột đầu tiên mình đắp bột thì tạo cái đầu móng hay là cái viên bột đầu tiên lúc nào cũng vậy. Nhúng vào nước làm cứng lại, treo không cần đèn ha. Khi bạn làm móng tay nước, móng mềm và giòn sẽ được dũa với cái gì? Với cái dũa giấy ha. Mềm và giòn thì dũa với dũa giấy. Chất giảm dị ứng được sử dụng để làm điều gì cho khách? Là cho an toàn thôi. Sự chấn động thân thể được điều khiển bởi cơ hệ thống thần kinh trung ương ha. Cụ đề hệ trung khu thần. Nói chung là hệ trung khu thần kinh, nói chung là dịch cái này là nó hơi cũ rồi. Giờ bây giờ là phải dịch nè, hệ thống thần kinh trung ương. Dạ, mới đúng hơn, nó nghe hay hơn, nó thuôn câu hơn. Chất vá móng là loại keo đặc dùng để thoa lên bọc giấy ha, hay là paper wraps. Lấy nước sơn bằng chất nanh acetone cho móng giả ha. Miếng vá là nguyên liệu vải, lụa, thủy tinh, sợi, vải dày được cắt phủ lên móng bị nứt ha, hoặc bị gãy. Mình phủ lên ha, móng mình vá móng thì mình phải phủ lên chỗ gãy ha. Mất ngủ, chảy nước mắt và gọi là các biến chứng của hóa chất do tiếp xúc quá nhiều. Để có sự liên hệ tốt với đồng nghiệp, bạn phải tôn trọng ý kiến của họ. À, câu A, câu 81. Chất keo để làm bao móng được sử dụng để làm mạnh móng thật ha. Ví dụ những móng người ta mỏng quá thì mình phải dùng cái này để làm móng nó cứng lên ha, mới làm. Bọc móng vải linen có màu trắng đục nên nó được thoa phủ lên mặt móng bằng nước sơn màu ha. Thì phải sơn nước sơn màu lên để nó che lại cái đó. Luôn luôn từ chối và bảo khách đi bác sĩ nếu da hoặc móng tay bị gì, bị sưng lên. Kẻ tạo cho làn da sậm là do tiếp xúc đến gì, tia cực tím đúng không? Tia cực tím của mặt trời. Ví dụ mình đi ngoài trời, mình đi một buổi trưa thôi thì da nó đã chét luôn, qua ngày sau nó đen thui. Đó, còn người bị trắng thì khác nha, đỏ chét nhưng mình không có đèn, nó cứ đen bóc vậy à. Nó ngược lại với người da vàng mình, người châu Á. Hiểu biết thêm những công việc khác của salon như về tóc và chăm sóc da mặt để nói chuyện với khách được gọi là gì ở salon là thăng tiến nghề nghiệp. Đương nhiên mình có bằng nail thì mình có bằng tóc, mình có bằng wax thì mình làm nhiều hơn người ta, đúng không? Rồi câu 86. Tiến trình làm cứng móng bột được biết là polymerization ha. Tiến trình cứng móng bột là cái từ phản ứng hóa học, nó là từ này này đó. Về cách gọi hóa học là này, gọi này ha. Cách tốt nhất bảo vệ bạn và bảo vệ chính bạn và khách hàng chống lại nhiễm trùng là gì? Khử trùng dụng cụ sạch sẽ ha, đúng cách. Là câu C. 88. Khi điều kiện không thích hợp cho việc sinh sản thì vi trùng sẽ trú ngụ hay là trú núp á. Sau đó sẽ tạo một lớp vỏ bọc gọi là gì? Nó là bào tử, nó sẽ tạo cái bào tử bao bọc nó ha. Sau khi gỡ bỏ móng giả hoặc là keo còn sót lại được lấy đi bằng cách gì? Dùng cái khối buffer mịn ha, mình lấy cái buffer mình đánh nó đi. Danh từ y khoa của da chai là callus.
Nha Chai Colors là gì? Caratamo ha. Nghe cái từ tiếng Anh y khoa. Vi trùng Bacilli và Spirulina, Spirulina tự di chuyển giống như các bảy cấu tạo sợi tóc của sợi tóc. Câu này đọc câu hỏi đây. Vi trùng Bacilli và Spirulina tự di chuyển giống như các vảy cấu tạo của sợi tóc, được biết là lông chân điện giả là flagella. Nói chung là vi trùng Bacilli và vi trùng Spirulina là di chuyển như thế nào, nó cần cái lông giả, lông bơi á, thì nó là cái từ này, gọi tiếng Anh nó là gì. Dễ đấy, câu hỏi nó không có đúng như cái, không phải đúng mà kiểu như mình đọc nó không xuông câu. Để bảo vệ tay và móng khi làm công việc nhà, người khách sẽ mang cái gì? Mang bao tay, mang bao tay ha, mang bao tay cao su á. Ok, vải bọc hay là linen là vải dây nè, và cái sợi nó đang chặt với nhau, đó là câu C. Thần kinh cung ứng nhịp đập ở mặt bàn chân là dorsal, từ tiếng Anh này ha. Câu này lâu lâu mới gặp nè. Thần kinh cung ứng nhịp đập ở bàn chân, nhịp đập ở mặt bàn chân á là dorsal ha. Dorsal đọc sao đâu, kệ mẹ nó đi. Từ đó. 95. Dụng cụ không sạch có thể là nguyên nhân gây bệnh móng, sưng đỏ và nhiễm trùng quanh móng. Đồ dùng dụng cụ đẩy da cũng được biết là cây sủi kim loại hoặc là steel pressure. Cái này là tiếng Anh nó dịch ra vậy thôi. Steel là pressure là cái thép nè, steel thép nè, pressure là kim loại á, là cái đẩy á. Thông thường khách nam giới muốn được cắt bớt da chết ở quanh viền mặt móng vào hết tạo dáng móng, tạo dáng cho móng là gì? Là hình tròn. Đề phòng dơ bẩn dung dịch diệt trùng, hộp chứa dung dịch diệt trùng cần nên đậy nắp kín ha. Rồi khách hàng có làn da nhạy cảm, biểu hiện của triệu chứng dị ứng thông qua nhiều lần tiếp xúc trong khoảng 4 đến 6 tháng. Nói chung là người bị dị ứng là phải trong khoảng 4 đến 6 tháng. Nhạy cảm là trong vòng 4 đến 6 tháng. Tiếp xúc trong 4 đến 6 tháng là dễ bị dị ứng, là dị ứng liên tục đó. Là người có làn da nhạy cảm dễ bị dị ứng. Rồi câu cuối cùng. Điều nào sau đây không nên dùng bột đá đánh, bột đá bọt cho móng tay? Làm sao giúp móng tét, móng trẻ thì mình không có dùng cái đó ha, dùng bột đá bọt mà làm nó cho nó tét luôn á. Cái bột đá bọt chỉ dùng cho những móng mà bị gợn sóng, mình dùng cái đó. Còn mà móng tét trẻ thì không có nên dùng ha. Ok, video của mình hôm nay đã kết thúc và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt và gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.